nhận định dự đoán kết quả Qatar vs Senegal bảng A World Cup 2022. Nhận định Qatar vs Senegal bảng A World Cup 2022, 20 giờ ngày 25 tháng 11. Dự đoán kết quả Qatar vs Senegal chính xác nhất. Trận đấu giữa Qatar vs Senegal tại bảng A World Cup 2022 diễn ra lúc 20 giờ ngày 25 tháng 11 trên sân Al Thumamah. Nhận định Qatar vs Senegal, Qatar không chỉ yếu về thực lực mà đội bóng dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Felix Sanchez còn kém cả về chiến thuật. Điều này được thể hiện rõ nét quả thất bại 0-2 trước đội tuyển Ecuador trong ngày khai mạc. Khả năng phòng ngự của đội chủ nhà đáng báo động khi các tiền vệ phòng ngự thường hay để mất bóng nguy hiểm, còn bộ đôi trung vệ thì thi đấu như mơ ngủ, bọc lót không tốt. Bộ khung của Qatar có thể sẽ không thay đổi so với trận ra quân, bởi đó là đội hình mạnh nhất mà huấn luyện viên Felix Sanchez đang có. Tốc độ và những pha phản công nhanh sẽ là niềm hy vọng của Qatar ở trận đấu này, dù vậy họ cần có sức chính xác, những cầu thủ đến từ châu Phi cũng rất mạnh về tốc độ. Quyết tâm là điều Ali cùng đồng đội có thừa, nhưng mục tiêu một điểm là đích nhắm vừa sức hơn với đội bóng vùng vịnh Senegal. Tương tự với Qatar, Senegal đã trắng tay trong trận đấu mở màn khi để thua Hà Lan với tỷ số 0-2. Thất bại trước đội bóng được đánh giá là mạnh nhất bảng chưa phải là thảm họa với Lyon ở Teranga. Thầy trò huấn luyện viên Ali Aziz đã chơi không đến nỗi tồi, đặc biệt là trong khâu phòng thủ khi khóa chặt hai ngòi nổ Vincent Janssen và Steven Bergwijn. Trước đối thủ yếu là Qatar, Senegal đương nhiên muốn kiếm chọn 3 điểm để nuôi hy vọng đi tiếp. Muốn làm được điều này, đại diện châu Phi nên sử dụng nhiều những đường bóng bổng. Qatar là đội bóng có khả năng chống bóng bổng rất kém khi hai bàn thua của họ ở trận đấu với Ecuador xuất phát từ những tình huống không chiến. Senegal dù được đánh giá nhỉnh hơn nhưng vẫn phải hết sức cẩn trọng nếu không muốn phải trả giá đắt. Dự đoán kết quả Qatar vs Senegal 1-2. Thống kê đáng chú ý Qatar vs Senegal. 4 trận gần nhất trên sân nhà của Qatar có tổng bàn thắng dưới 3 bàn. 7 trên 8 trận gần nhất của Qatar có bàn thắng trong hiệp 1, nhân 3 trên 4 trận sân nhà gần nhất của Qatar có tổng bàn thắng chẵn. Qatar chỉ thắng mùng 4 tháng 10 một trận gần nhất theo châu Á. Senegal ghi bàn ở 12 trên 14 trận gần nhất. Phong độ thi đấu và thành tích đối đầu. Thông tin lực lượng Qatar vs Senegal. Qatar, đầy đủ lực lượng. Senegal, đầy đủ lực lượng. Đội hình dự kiến. Tỷ lệ cược Qatar vs Senegal.